Ngày 30 tháng 9, trạm y tế xã Vĩnh Tế phối hợp với người cao tuổi xã tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn xã. Các cụ được đội ngũ y bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn các chế độ ăn uống hợp lý, đủ dinh dưỡng, kiến thức tăng cường sức khỏe cho người cao tuổi, phòng các bệnh thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, tai biến mạch máu não. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm chăm lo ngày càng tốt hơn đối với sức khỏe của người cao tuổi trên địa bàn, kiểm tra tình trạng sức khỏe, góp phần nâng cao sức khỏe người cao tuổi.